Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Clip 3 Channel. Các bạn nhìn thấy trên màn hình của chiếc iPhone 8 Plus của mình có cái điều gì đặc biệt không? Đấy, Cydia chứng tỏ là chiếc iPhone 8 Plus của mình đã có thể jailbreak. Và mình sẽ show cho bạn xem này, iPhone 8 Plus của mình đã cập nhật lên phiên bản iOS 12.4 nhé các bạn nhé, 12.4 luôn. Nên là mình đã hoàn toàn có thể jailbreak được iOS 12.4 trên những thế hệ iPhone 8 Plus này, iPhone X này, đổ lại về trước. Trong video này mình sẽ chia sẻ chi tiết các bạn nhé. Bước 1 thì các bạn hãy vào trình duyệt Safari, các bạn tìm đến cái trang là tweakbox.app.com, sau đó các bạn chọn Install Now. Đấy, sau đấy thì các bạn sẽ vào phần cài đặt này. Sau đó các bạn kéo xuống phần quản lý cấu hình thiết bị ấy, các bạn sẽ thấy phần Tweakbox này nhá. Các bạn sẽ vấn cài đặt cho mình, sau đó nhập mật khẩu. Nó sẽ ra cái ứng dụng như này. Sau khi vào ra ứng dụng này rồi thì chúng ta sẽ vào, chúng ta tìm cái ứng dụng mang tên là UK. Đấy, tìm là Tweakbox app này. Các bạn sẽ tìm ở đây. Này, UNCOVR Direct Install. Đấy. Các bạn ấn Install, sau đó thì nó sẽ ra cái ứng dụng như này. Nhưng mà để có thể ra ứng dụng như này thì chúng ta lại phải vào phần cài đặt. Các bạn kéo xuống phần cài đặt chung, xong các bạn lại đến quản lý cấu hình thiết bị. Xong các bạn sẽ tìm thấy cái ứng dụng doanh nghiệp này này. Các bạn tin cậy cho mình vào. Sau đó thì chúng ta sẽ có ứng dụng như này. Ứng dụng như này. Các bạn mở ra. Sau đó thì chúng ta sẽ thay vì chữ Re-Jailbreak thì các bạn sẽ có chữ Jailbreak ở đây. Các bạn ấn vào cho mình. Đấy. Sau đó thì chiếc điện thoại của mình sẽ jailbreak ra là ứng dụng Cydia này. Rất đơn giản luôn. Nhưng mà các bạn lưu ý cho mình đó chính là cái bước mà ấn ở trong cái ứng dụng này ấy, nó sẽ mất thời gian đấy. Tại vì không phải ấn lần đầu là được đâu. Mình phải ấn tận 6 lần mới vào được cơ. Nên là các bạn cứ kiên nhẫn, ấn đi ấn lại, nó reset lại thì chúng ta lại vào cái ứng dụng này, ấn lại lần nữa. Sau đó thì chúng ta sẽ ra Cydia này. Sau khi đã cài được ứng dụng Cydia này vào thì các bạn có thể thêm các cái nguồn này. Sau đó các bạn có thể cài thêm các tweak để chúng ta có thể tùy biến chiếc iPhone của mình nó trở nên độc đáo hơn. Vậy là vừa rồi thì mình đã hướng dẫn cho bạn cách để có thể jailbreak được thiết bị iPhone sử dụng iOS 12.4 một cách đơn giản nhất, không cần dùng đến chiếc máy tính của mình. Và với quan điểm cá nhân của mình thì ở hiện tại thì không còn quá nhiều người quan tâm đến jailbreak nữa. Cứ có Apple cho cái gì thì dùng cái đấy thôi. Còn các bạn thấy sao về jailbreak và các bạn có jailbreak iOS 12.4 hay không thì hãy cùng nhau chia sẻ ý kiến của mình ở phía phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. À quên, nếu như các bạn có cái tweak nào hay thì cũng có thể chia sẻ với mọi người ở phía phần bình luận nhé, để mình có thể là chia sẻ thêm cho mọi người. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.